6 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 22 tháng 7 năm Quý Mão, tại tổ đình Phước Lâm, ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa trụ trì Thích Phước Nghiêm cùng chư tăng ni tông phong tổ đình Phước Lâm, tổ đình Bửu Hưng, Lai Vung, Đồng Tháp đã trang nghiêm tổ chức lễ huy kỵ lần thứ 11 cố hòa thượng ân sư Thích Minh Trí, nguyên phó trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, nguyên trụ trì tổ đình Phước Lâm và tổ đình Bửu Hưng. Quang lâm chứng minh buổi lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Hùng, thành viên ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; hòa thượng Thích Huệ Thông, phó chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; hòa thượng Thích Huệ Trí, phó chủ tịch Hội đồng trị sự, phó ban tăng sự Trung ương; hòa thượng Thích Thiện Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, phó trưởng ban kiểm soát Trung ương; thượng tọa Thích Phước Nguyên, phó tổng thư ký Hội đồng trị sự, chánh văn phòng 2 Trung ương; thượng tọa Thích Quảng Lộc, ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang; thượng tọa Thích Quảng Tiến, đại đức Thích Minh Ân, đồng ủy viên Hội đồng trị sự, phó chánh văn phòng 2 Trung ương; thượng tọa Thích Thiện Lưu, thượng tọa Thích Giác Nguyên, đồng phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang; đại đức Thích Huệ Phát, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban trị sự Phật giáo tỉnh; thượng tọa Thích Minh Quang, ủy viên thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban trị sự Phật giáo quận nhất; đại đức Thích Đức Minh, phó thư ký chánh văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh; ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, phó trưởng ban trị sự tỉnh Tiền Giang; ni trưởng Thích Nữ Minh Nhẫn, phó trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Cai Lậy. Chư tôn đức đại diện các ban viện văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, huyện Cai Lậy cùng đông đảo Phật tử xa gần đồng về tham dự. Nhân ngày lễ huy kỵ lần thứ 11 của cố hòa thượng Thích Minh Trí, chư tôn đức quang lâm đến trước giác linh đài thắp hương tưởng niệm, nguyện giác linh hòa thượng bất phong bản thể, hồi nhập ta bà để tiếp tục con đường hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc nhân sinh. Trong nghi thức tại trai đường, đầu từ chứng minh lời mừng khánh tuế và tác bạch cúng dường của thượng tọa Thích Phước Nghiêm, đại diện môn đồ tứ chúng nơi tổ đình Phước Lâm, trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Hùng đã nhắc lại những công hạnh của cố hòa thượng Thích Minh Trí lúc sinh tiền. Cuộc đời của ngài là tấm gương sáng về hạnh độ tha, hết lòng phụng sự cho Phật pháp và nhân sinh. Hòa thượng cũng rất vui khi thấy chư huynh đệ trong tông phong đều đồng lòng trở về chốn tổ đông đủ trong ngày huy kỵ của cố hòa thượng. Chúc cho quý vị hoàn thành tốt đẹp tâm nguyện báo đáp tôn sư. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thượng tọa trụ trì tổ đình cũng đã hướng dẫn quý Phật tử dâng cúng pháp y lên chư tôn đức, ngõ hầu tạo phước duyên lành hồi hướng về cửu huyền thất tổ và lục thân quyến thuộc. Được biết, vào tối ngày hôm trước, tức ngày 4 tháng 9 năm 2023, chư tăng ni đệ tử đệ tôn của cố hòa thượng Thích Minh Trí đã quy tụ về chốn tổ Bửu Hưng, Lai Vung, Đồng Tháp để tổ chức tưởng niệm tôn sư và có buổi tọa đàm về phổ hệ truyền thừa tổ đình Bửu Hưng và tổ đình Phước Lâm. Qua đây, để chư tăng ni trong tông phong hiểu rõ hành trạng của chư tổ sư tiền bối mà noi theo tu tập và hành đạo, ngõ hầu làm cho tổ ấn trùng quang thiền môn ngày càng thêm hưng thạnh. Cũng trong ý niệm vọng hệ thiếu lãnh, quy hướng tạo khê, dụng báo tứ ân, hàm triêm lợi lạc, buổi chiều hôm qua ngày 5 tháng 9 năm 2023, thượng tọa Thích Phước Nghiêm đã kết hợp với lãnh đạo chính quyền huyện Cai Lậy và xã Phú Nhuận, ấp Phú Lợi sở tại, tổ chức các băng khánh thành đưa vào hoạt động con đường nông thôn ấp Phú Lợi có chiều dài hơn 1 km, bề ngang rộng 0,4 m, đi ngang qua tổ đình Phước Lâm. Đây là công trình công cộng của địa phương có nguồn vốn từ xã hội hóa để hỗ trợ cho địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đã vận động quý Phật tử, các nhà hảo tâm hỗ trợ 600 triệu đồng để cùng với Ủy ban Nhân dân xã Phú Nhuận hoàn thành công trình như ý nguyện.